mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nước trời cũng giống như chuyện một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông giao cho người này 5 nén vàng, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời ra được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời ra được 2 nén khác. Còn người đã là lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần đưa 5 nén khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời ra được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lời ra được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mà đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, cầm lấy. Ông chủ đáp: Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu hồi của thuộc về tôi cũng như với số lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy lại nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên gia nhân vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Ngày mùng 3 Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của mình. Vậy, tôi hỏi anh chị em, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, đấy là công ăn việc làm nào? Ở trong đời sống này, không bao giờ có kiểu một vốn bốn lời mà gọi là việc làm chân chính đâu anh chị em. Nếu ở trong đời sống này có ai nói với chúng ta rằng làm điều gì đó mà không có mồ hôi, không phải đổ nước mắt, không phải gồng lưng xuống, nhưng lại một vốn bốn lời, thì chắc chắn điều ấy có cái gì đó nó không bình thường, nó bất thường. Nhưng nếu anh chị em và tôi với đời sống chân chính, với lương tâm ngay thẳng và với lề luật của Chúa luôn luôn theo mình, dù trong từng khoảnh khắc hay trọn cả một đời, hay những lúc chúng ta ngủ, hay những lúc chúng ta thức, hay bất cứ lúc nào, chúng ta phải biết rằng điều mà chúng ta làm phải là điều phù hợp với lương tâm, nói nhẹ hơn, nhưng nói mạnh hơn, phù hợp với lẽ công bằng mà Thiên Chúa ấn định. Cho nên làm sao phải là một công việc ở đó không gây nên bất
lợi cho người bên cạnh để mình có lợi, không gây nên bất cứ một thiệt thòi nào cho những anh chị em cùng sống với mình để mình có thêm nhiều lợi nhuận, không gây nên bất cứ một nguy hiểm nào cho những con người cùng sống với mình để mình có được một sự sung túc nào đó. Chúng ta không được phép đánh đổi sự nguy hiểm của người khác để lấy sự an toàn cho mình. Chúng ta không bao giờ được phép đánh đổi điều mà người khác có thể thiệt thòi mất mát, nhưng chúng ta trở nên giàu có sang trọng. Anh chị em thân mến, nếu ai làm ăn với những điều như vậy, nó không nằm trong chiều kích của ngày mùng 3 Tết để xin ơn Chúa chúc phúc lành đâu, thưa anh chị em. Tôi không hiểu là một số YouTuber khi họ sao chép các thánh lễ của giáo xứ chúng ta, rồi họ đánh dấu là trực tuyến những thánh lễ của những năm trước, chẳng hạn như ngày thường thì chúng ta có bài đọc một á, năm chẳng năm lẻ, chỉ có bài tin mừng là một bài duy nhất, không có chọn lựa năm chẳng năm lẻ thôi. Thế mà chúng ta thấy họ sao chép thánh lễ của những năm trước, tức là bài đọc một khác hoàn toàn, để đánh dấu rằng mình trực tuyến lừa những người tham dự thánh lễ khác. Chuyện lừa đảo sẽ không bao giờ là điều mà phù hợp với thánh ý Chúa, dù họ đang lấy những việc làm thánh thiện, họ đang lấy những việc rất thiêng liêng, đó là việc chúng ta thờ phượng Chúa để lừa dối anh chị em nhằm mục đích gì? Tôi không biết có còn nhiều những kinh nào nữa không, nhưng tôi phát hiện ra khi mà ban truyền thông cho tôi biết á, thì tôi phát hiện ra chẳng hạn như những cái tên mà những anh chị em có một số người cung cấp cho tôi, chẳng hạn những cái tên của các kinh, và có thể các kinh này họ sẽ thay đổi tên, họ sẽ thay đổi cái nick của họ thường xuyên, chẳng hạn như thánh lễ trực tuyến hôm nay, thánh lễ trực tuyến, hoặc là Công giáo 360, thánh lễ Công giáo 365, thánh lễ trực tuyến 2023, Công giáo 360. Và thậm chí họ còn ghi những cái lời rất ăn khách, bài giảng mỗi đêm nghe mà thấm, tin mừng lòng thương xót. Họ ghi những cái tên nghe rất kêu để đánh lừa những người tham dự thánh lễ qua trực tuyến. Trong khi đó những anh chị em tham dự thánh lễ này, họ rất cần những thánh lễ trực tuyến, bởi rất nhiều những phản hồi cho tôi biết là đấy là những ông bà lớn tuổi không đến nhà thờ được hàng ngày, phải dựa vào con cháu, nhưng con cháu thì ngày Chủ nhật nó mới đi lễ, và ngày thường không đi được, thành ra những ông bà lớn tuổi đó đành chịu ở nhà dự lễ trực tuyến. Hoặc là những người đau ốm liệt lào lâu năm phải nằm một chỗ, vậy mà bị những kẻ này đánh lừa và luôn luôn phát thánh lễ lúc 4 giờ sáng. Tôi khẳng định với anh chị em, chưa bao giờ giáo xứ Thánh Tuân dâng thánh lễ, và nhất là dâng thánh lễ trực tuyến lúc 4 giờ sáng cả. Thánh lễ của chúng ta luôn luôn bắt đầu từ 4 giờ 30. Đôi khi có những lễ an táng thì là thánh lễ được dời lại đến 5 giờ. Chưa bao giờ có thánh lễ lúc 4 giờ. Cho nên nếu ông bà anh chị em nào tham dự thánh lễ trên trực tuyến, từ trong điện thoại của mình, trên máy vi tính hay trên truyền hình của mình, mà lúc 4 giờ thì anh chị em phải biết rằng đó là những thánh lễ lừa đảo. Họ sao chép của chúng tôi, rồi họ lừa anh chị em để câu view, câu like gì đó. Tôi không biết, nhưng chắc chắn họ có mục đích không ngay lành. Bởi nếu là một người ngay lành, là một người tôn thờ Chúa thật sự, là một người biết ý thức công việc của mình là mang lòng đạo đức đến với anh chị em, và biết mình phục vụ
cái chân lý thiên thánh từ Thiên Chúa trao cho mình, thì họ sẽ nói với anh chị em rằng đây là thánh lễ họ chiếu lại, chứ không thể nói là thánh lễ họ trực tuyến được. Cho nên một sự lừa đảo lớn mà nó nằm trên bình diện thiên thánh, nó nằm trên bình diện của việc tôn thờ Thiên Chúa. Tôi muốn đưa ra một thí dụ, một thí dụ rất nóng đối với kênh truyền thông YouTube của giáo xứ chúng ta, để lấy đó làm thí dụ cho nhiều ví dụ khác. Nếu anh chị em làm ăn không ngay thật, nếu anh chị em làm ăn không chân chính, thì những công việc không chân chính của chúng ta sẽ không phải là những công việc chúng ta đem vào thánh lễ của ngày hôm nay đâu. Và Chúa sẽ không bao giờ đồng lõa với những gì mà chúng ta làm nhưng không phù hợp với giáo lý của Ngài. Sẽ không bao giờ Chúa đứng cùng bên với chúng ta. Làm sao một kẻ đi ăn trộm, làm sao một kẻ đi bóc lột người khác, làm sao một kẻ cho vay ăn lãi chẳng hạn một cách nặng nề, làm sao một kẻ bán buôn gian dối mà bây giờ bảo rằng lạy Chúa, xin Chúa thánh hóa, mà Chúa lại có thể thánh hóa cái công việc gian dối ấy của chúng ta được. Nếu chúng ta làm như thế là chúng ta biến Chúa thành kẻ đồng lõa với mình. Nhưng nếu anh chị em làm ăn với lương tâm thật sự, với sự chúng ta ngay chính, thật thà, trong sạch, và đồng tiền mình làm ra là đồng tiền từ mồ hôi nước mắt, thì hôm nay thưa anh chị em hãnh diện, vì ngày hôm nay chúng ta xin Chúa thánh hóa, và chắc chắn Chúa sẽ ở bên công việc, Chúa sẽ ở nơi bàn tay, Chúa sẽ ở trong trái tim, Chúa sẽ ở trong khối óc của anh chị em, để anh chị em có những sáng kiến, có những rung động của con tim trong những công việc mà anh chị em đang làm. Một vài những điều như vậy gửi đến cả cộng đoàn, những ai đang tham dự trực tuyến lẫn trực tiếp với anh chị em trong nhà thờ đây, chúng ta hiểu được rằng ngày hôm nay xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm là xin Chúa thánh hóa những điều chân chính từ bàn tay, khối óc và từ tất cả sức lực của mình mà chúng ta dâng lên Chúa để xin ơn thánh hóa của Chúa. Anh chị em đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm trong ngày đầu năm, sau khi chúng ta đã xin ơn bình an cho năm mới và hướng về ông bà tổ tiên. Vậy chúng ta ý thức công việc của mình để khi chúng ta làm việc là mình cộng tác với việc sáng tạo của Chúa. Chúng ta làm việc với cả một lương tâm và nhất là với cả tinh thần đức tin. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện.